chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Mình là Quân. Ngày hôm nay mình sẽ ra một video nội dung liên quan đến chiếc máy bay giá rẻ. Và nội dung bài test của ngày hôm nay đó là mình sẽ test flight time để xem với quãng pin 5000 mAh này nó sẽ là bay được bao lâu các bạn nhé. Và quả pin đây, mình đang sử dụng quả pin đó là Lion 2700 5000 mAh. Nhưng thực tế thì quả này thì mình chưa đo thử dung lượng, nhưng khả năng mình đoán là chắc tầm khoảng 4600 cho đến 4800 mAh. Đi để xem nào, với quả pin chất lượng như này thì chúng ta đi với cái kit này thì sẽ bay được bao lâu. Và cái mục tiêu của ngày hôm nay đó là bay được ít nhất là 30 phút các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ thực hiện đó là bay lên và mình sẽ điều khiển máy bay, và chúng ta sẽ cùng xem là tổng thời gian mà máy bay này bay được đối với quả pin 2700 này sẽ là bao lâu các bạn nhé. Ok, như vậy là mình đã cất cánh thành công. Và việc của mình bây giờ đó là chúng ta sẽ cùng lái với nhau để xem là sẽ bay được bao lâu nha. Bây giờ mình sẽ lấy độ cao một chút và sau đây chúng ta sẽ cứ thế mà lái thôi. Mình sẽ bay lên khoảng 100m. Mình xin nhắc lại bài test ngày hôm nay của mình đó là mình sẽ test flight time, tức là thời gian bay, để xem thời gian bay tối đa là sẽ được bao lâu các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy độ cao và sau đấy là mình sẽ lái máy bay bay vòng tròn để xem là cái thời gian bay cũng như là quãng đường nó bay được là bao lâu, để chúng ta sẽ có thể là dựa vào đấy sẽ ước lượng ra được cái quãng đường mà máy bay này có thể là bay được nha các bạn nhé. Ok, thì những bước đầu này thì nó khá là đơn giản rồi, chúng ta chỉ việc đó là tăng ga và sau đấy là lấy độ cao. Trong khi lái thì nếu mà trong những cái bài test như kiểu test thời gian rồi test khoảng cách ấy, thì các bạn nên chọn những cái ngày mà có thời tiết tốt, ít gió, ít mây, thì lúc đấy là nó sẽ cho những cái data cho chúng ta một cái gọi là cái thông số mà test là chuẩn nhất các bạn nhé. Đấy, thì khi mà chúng ta gặp gió đấy thì chúng ta có thể là trừ hao đi. Ví dụ chúng ta bay được 1 tiếng thì gặp trời gió thì chúng ta chỉ bay được khoảng 45 phút, được 50 phút là chúng ta sẽ hạ cánh đấy. Thì còn đâu là tiêu chuẩn thì là sẽ test trong cái môi trường điều kiện thuận lợi nhất các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình và chúng ta sẽ cùng lái vòng tròn. Mình sẽ lấy đúng độ cao là khoảng 100m. Đấy, sau đấy là mình sẽ lái. Mục tiêu của ngày hôm nay mình xin nhắc lại đó là ít nhất là 30 phút các bạn nhé. Rồi để xem là đối với kit này thì flight time nó sẽ như nào, đối với quả pin là khoảng gần 5000 mAh. Đấy, vì quả pin này mình chưa test cụ thể là xem là nó được bao nhiêu mAh, nên mình cứ lấy mốc khoảng 4600 cho đến 4800 các bạn nhé. Đấy, việc của mình là mình chỉ cần lái trái lái phải thôi các bạn ạ. Đấy.
như vậy là mình đã hạ cánh thành công và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại thông tin. Ngày hôm nay mình bay chiếc kit Queen 930, mình đang sử dụng pin đó là 21700, dung lượng là 5000 mAh, và quả pin này dung lượng thì mình nghĩ nó rơi vào khoảng 4600 đến 4700 mAh. Tổng quãng đường ngày hôm nay mình bay được đó là 43 km, và thời gian bay thực tế đó là 40 phút các bạn nhé. Lúc đầu đề bài mình đưa ra là chỉ cần 30 phút là ok, thì ngày hôm nay chúng ta đã bay được chính xác là khoảng 40 phút, và số vôn trên một xeo lúc này nó là 3,0 vôn trên một xeo các bạn nhé. Thì cái ngưỡng 3 vôn trên một xeo để hạ cánh thì mình nghĩ là an toàn. Chúng ta có thể là vẫn có thể là bay thêm được một vài phút nữa để có thể xả đến 2,7 2,6 vôn, tuy nhiên thì mình không khuyến khích anh em bay pin xả sâu đến những mức như vậy, trừ trong những hợp là bất khả kháng thì chúng ta mới bay trường hợp như vậy. Còn không là chúng ta cứ lên làm sao bay cho mình dừng lại ở mức 3,0 vôn trên một xeo, thì lúc hạ cánh rất là an toàn. Và có những cái thông số mà sẽ lưu ý trong quá trình mình test như này, ví dụ như là cái tốc độ hành trình của con này nó chỉ rơi vào khoảng từ 60 cho đến 70 km/h, và cái dòng xả của nó cũng chỉ lanh quanh tầm 6A thôi các bạn nhé. Đấy, thì như vậy thì mà cho được cái máy bay này nó sẽ có là cái thời gian bay được lâu nhất. Ok, thì đến đây cũng mình cũng xin dừng lại clip. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng like kênh để mình có thêm động lực clip khác nữa. Và đừng quên là mình đang bán combo bộ máy bay như này nhá. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua thì hãy liên hệ mình, giá nó chỉ là hơn 3 triệu. Ok, chào tạm biệt các bạn nhá.